Chào các em, đây là cái video cô làm cái bài 2 trong sách tin học 10 của cái bài 13 thực hành dữ liệu kiểu sâu trang 99 sách cánh diều. Và cái bài này yêu cầu là giúp bạn tìm và sửa lỗi chương trình. Cái bài này sửa lỗi chương trình thì thực ra là nó sẽ có sự, các em để ý cái đề bài mà xem thì nó sẽ có cái sự, các em sẽ thấy trong cái Python nó sẽ có sự phân biệt hay không phân biệt chữ hoa và chữ thường khi các em dùng hàm, cái hàm gọi sẵn của nó ấy. Thì bây giờ ta sẽ có cái mục file, có cái biến gõ lại cái tên của họ thôi, file name bằng input. Các em sẽ gõ đúng cái chương trình mà trong bài nó cho nhé. Đây, các em gõ xong cái chương trình nhé. Gõ xong chương trình như sau. Chương trình y nguyên trong sách giáo khoa trang 99 các em này. Đấy, chương trình mà bạn Khánh Linh viết đấy. Vậy bây giờ ta sẽ chạy xem nó sẽ có lỗi gì không. Đấy nhá. Chương trình xem nó có lỗi gì không. Bị nhập tên là thuật.py chẳng hạn, ví dụ thế. Đó, nó báo lỗi này. Nó nói rằng là bị lỗi ở cái dòng thứ ba. Cái dòng thứ ba đây là cái dòng này này. 1 2 3 đây, dòng này. Lỗi bởi cái phần lệnh này. Và cái lỗi này là lỗi tên. Cái tên là len này này thì không được định nghĩa. Và người ta hỏi rằng là có phải là nó có nghĩa là len này không? Như vậy trong trường hợp này á thì chính là cái lỗi là nó không chấp nhận cái việc là gõ sai cái từ khóa là, tức là in hoa và in thường. Trong của nó là len thế này thì nó là, các em để ý nó chuyển màu liền, nó chuyển đúng màu. Ví dụ như thế là cái tên mà mình tự đặt thì nó sẽ là màu đen này, tên tên biến ấy. Còn nếu như cái từ khóa của chương trình ấy thì mình sẽ phải viết đúng cái tên của nó và nó sẽ có cái màu tím tím này. Còn nếu cấu trúc mà điều khiển ấy, thì nó sẽ có cái màu là, nó sẽ là màu cam cam đây. Còn cái chuỗi mà ở trong cái dấu dấu nháy kép ấy, cái sâu ấy, thì nó sẽ có cái màu xanh lá như thế này. Thì nó có phân biệt rất là rõ ràng. Như vậy khi mình gõ cái chữ l len mà này thì nó lại trở thành tên định nghĩa và nó không không định nghĩa được, mà trong khi đó mình, đây là mình muốn lấy cái hàm, lấy độ dài của cái sâu là cái biến là file name. Và ở đây có bạn thì để ý là bảo không biết là họ viết cái chữ extension name đây để làm gì. Thực ra extension name nên nó là một cái biến thôi, mà đây là bạn Khánh Linh bạn ấy đặt để cho mình hiểu rằng nó là cái tên mở rộng, tức là cái phần mở rộng của nó ấy. Mình hiểu rằng nó chính là cái phần đuôi tệp. Và cái phần đuôi tệp này chính là lấy các ký tự mà phía sau của cái phần tên tệp này và nó bằng độ dài trừ đi 20. Tức là sau cái phần từ ký tự thứ 20 trở đi á là nó sẽ lấy cái tên và nói rằng là nếu cái phần mở rộng đó mà bằng pi thì có nghĩa là tệp mã nguồn của Python, còn ngược lại là không phải, kiểu như vậy. Thì đấy là mục đích của bạn ấy làm như thế này. Và bây giờ nếu mình sửa lỗi lại và mình chạy đấy nhá, vậy thì cái chương trình này lỗi duy nhất có một cái lỗi, đó là lỗi viết thường, viết hoa mà lẽ ra phải viết thường chỗ này. Bây giờ mình thử chạy lại xem là cái chương trình của bạn viết thì nó sẽ như thế nào. Ví dụ tên tệp là mình viết cố gắng là sau 20 ký tự đi. Ví dụ thế, mình thử này.
thì nó không phải là tệp nguồn, bởi vì là nó đọc cái tệp này nó sẽ thấy là nó lấy từ ký tự thứ 20 trở đi là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Như vậy là nó lấy được có mỗi chữ P thôi. Vậy bây giờ cũng cái tên đó mà mình nhập lại nhé. Mình nhập lại là khoa học kỹ thuật máy. Máy tính chấm pi, ví dụ thế. Mình nhập cái tên đấy, nó cũng không phải mã nguồn à. Thử nhập lại một cái tên khác xem cái nào mà nó có cái mã nguồn không. À, cũng không phải, bởi vì là mình phải nhập đúng cái tên của nó là 22 ký tự, và hai ký tự cuối nó là pi thì nó mới ra được là cái tệp mã nguồn đó, kiểu như vậy. Thì đấy là cái nội dung của cái bài này. Như vậy cái nội dung của cái bài này, mục đích của nó đó là chỉ có là thay cái lỗi này thôi các em nhá. Chào các em.